người dưới 16 tuổi. Khách sạn Sanli nằm trong thị trấn Napano trên áng ở New York, Mỹ, xây dựng vào năm 1895 và được James Louis Sanli mua vào năm 1906. Sanli và vợ, BTC, từng chào đón những vị khách nổi tiếng như Thomas Edison và Eleanor Roosevelt. Trước khi bi kịch xảy ra, BTC sinh hạ ba đứa trẻ, tất cả đều qua đời trước khi tròn một tuổi, năm 1911. Thợ cắt tóc của khách sạn, người sống cùng gia đình Sanli, để mất con gái nhỏ khi cô bé lang thang tới một trang trại gần đó và ngã xuống giếng. Vài năm sau đó, Esther, chị gái của BTC, chết trong khách sạn vì bị cúm. Người chủ hiện tại khẳng định linh hồn Esther, anh trai của James Sanli và nhiều người khác còn làng vàng trong khách sạn, chủ cũ của ngôi nhà. Ông Sanli qua đời vào năm 1937, cũng được cho là vẫn chưa rời đi. Website của khách sạn còn giới thiệu có một số người chết do tai nạn người mất tích và những tin đồn về vụ giết người tại đây trong suốt những năm qua. Nhiều hiện tượng kỳ lạ trong ngôi nhà được kể ra gồm những điểm nóng và lạnh, ghế tự lắc lư, đồng hồ đánh chuông sai giờ, đồ vật bị dịch chuyển hay tiếng bước chân, tiếng huýt sáo của ông San trẻ con cười khúc khích, cảm giác có người vô hình nào đó chạm vào hay đi theo khách. Một trong những phần bị cho là ma ám của khách sạn là căn phòng chứa bí mật mang tên Bordello dưới tầng hầm, nơi bán rượu lộ vào thời cấm.